Thưa quý vị, giá lợn hơi ngày hôm nay ngày 7 tháng 1 ở cả 3 miền vẫn đang tiếp tục chuỗi ngày im ắng. Một số nơi ở miền Bắc hôm nay giá lợn hơi đã xuống dưới 80.000 đồng 1 kg, trong khi giá lợn hơi ở miền Nam cũng tiếp tục hạ nhiệt. Hiện giá lợn hơi tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên dao động trong khoảng 78-81.000 đồng 1 kg. Tại Hải Dương, Tuyên Quang, Hà Nam, Nam Định cao hơn trong khoảng từ 80-83.000 đồng 1 kg. Hà Nội đạt khoảng 82-87.000 đồng 1 kg. Sau khi công ty cổ phần CP Việt Nam thông báo giảm giá, còn 82.000 đồng 1 kg tại kho. Giá lợn hơi hôm nay mùng 7 tháng 1 tại miền Trung Tây Nguyên phổ biến trên 80.000 đồng 1 kg. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, giá chỉ còn khoảng 82-83.000 đồng 1 kg. Tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ở mức 81.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk là hai tỉnh có giá lợn cao nhất vùng mấy ngày hôm nay ở mức 86-87.000 đồng 1 kg. Giá lợn tại thủ phủ lợn Đồng Nai hôm nay đã xuống mốc 77-80.000 đồng 1 kg sau 3 ngày liên tiếp rớt giá. Các tỉnh thành khác phía Nam như Bình Dương, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang giá trong khoảng 83-84.000 đồng 1 kg. Tại Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu dao động trong khoảng từ 77-81.000 đồng 1 kg. Có lẽ chưa bao giờ việc mua thịt lợn cho bữa ăn gia đình lại khiến người dân đắn đo, cân nhắc nhiều đến như vậy. Thịt lợn loại ngon vẫn đang vượt 200.000 đồng 1 kg. Tại thị trường tiêu thụ thịt lớn nhất cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây mỗi ngày thành phố tiêu thụ 10.000 con lợn thì giờ đây chỉ còn 7.000 con. Để bù vào sự thiếu hụt này, thành phố đã phải tính đến nhiều phương án như bổ sung nguồn cung các sản phẩm khác thay thế và cả việc nhập khẩu thịt lợn. Sản lượng và thịt heo nhập khẩu thì hiện nay đó, tính đến ngày 10 tháng 12 vừa rồi thì chúng ta đã nhập khoảng hơn 13.000 tấn rồi, tức là cao hơn 150% so với năm 2018 và hiện nay vẫn tiếp tục nhập theo cái chỉ đạo của chính phủ. Thì như vậy cái lượng thịt heo nhập khẩu sẽ đáp ứng tốt cho cái việc thiếu hụt này. Tôi đảm bảo mục tiêu là cung cấp đầy đủ thịt heo cho người dân thành phố trong dịp Tết này. Và tất nhiên rằng những cái sản phẩm khác phục vụ Tết thì thành phố cho rằng thành phố đủ cái nguồn cung cấp cho người dân thành phố thông qua cái sự kết nối của hàng trăm doanh nghiệp của thành phố tham gia vào buổi tổng giá lần này. Để cung cấp đủ nguồn hàng thịt lợn, Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với các tỉnh thành khu vực Tây Nam Bộ để phối hợp thực hiện chương trình bình ổn giá, chống lũng đoạn giá lợn. Mỗi một cái đơn vị mà tham gia đăng ký với chúng tôi thì tôi cũng đề nghị là vận động khoảng từ 150 tới 500 kg thịt heo. Khi chúng tôi cần thì cái lượng thịt heo đó sẽ được chuyển đi để làm công tác bình ổn. Và nếu chỗ nào bị lũng đoạn thì chúng tôi có thể là sẽ chuyển bằng xe xuống và chúng tôi sẽ phát loa và sẽ bán bình ổn giá. Sở Công Thương cùng với các sở ngành khác của thành phố đang tập trung để đảm bảo không có cái chuyện đầu cơ găm hàng để mà tăng giá, để đảm bảo cái thị trường ổn định cho bà con. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành khu vực Tây Nam Bộ đang cùng phối hợp để đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho tháng cận Tết. Nếu địa phương nào xảy ra tình trạng lũng đoạn giá, các địa phương khác sẽ cung ứng nguồn hàng đảm bảo bình ổn giá. Trong bối cảnh này thì chúng tôi cũng thông qua một số những cái doanh nghiệp lớn thì người ta cũng cố gắng là ở mức độ giá này và giảm xuống. Nhưng dù sao chăng nữa thì chắc chắn những cái tuần mà giáp Tết thì cái nhu cầu nó sẽ tăng. Vì cái nhu cầu trong mấy ngày Tết thì nó sẽ tăng nên tương đối cao. Và như vậy thì nó sẽ mất cân đối giữa cung với cầu. Và chắc chắn cái giá nó sẽ có khả năng là tăng so với bây giờ. Có thể nó tăng lên ở cái mức độ gần 90. Bên cạnh đó, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thông tin giá thịt lợn nhập khẩu chỉ khoảng 26.000 đến 30.000 đồng 1 kg là không chính xác. Đây chỉ là thịt vụn, xương ống, chân giò chiếm tỷ lệ không nhiều. Còn thực tế, giá thịt lợn nhập khẩu cũng đang rất cao. Nếu chưa tính các chi phí vận chuyển, bảo quản, giá thịt lợn đã dao động ở mức 4.000 đến 4.500 đô la Mỹ một tấn, tương đương trên 90.000 đồng 1 kg.